Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin số 14 của chung cư Mamelem. Mùa hè cũng là mùa của các loại dịch bệnh, trong đó có các bệnh về côn trùng. Bản tin tuần này chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm soát côn trùng tại tòa nhà. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hữu Kiên, giám sát dịch vụ sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số thông tin. Kính chào quý vị và các bạn. Vì côn trùng không chỉ gây hại, là hiểm họa rất lớn đến vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của cư dân trong khu vực sinh sống. Nó có thể phá hoại các công trình xây dựng, giao thông, công trình kiến trúc, văn hóa, có thể phá hoại lương thực, gây truyền nhiễm những dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, tấn công các vật nuôi và cả con người. Vì vậy, phải có biện pháp phòng trừ và kiểm soát côn trùng. Tiêu chuẩn công tác kiểm soát côn trùng tại tòa nhà cần phải có là tất cả nhân viên phải có hiểu biết về quy trình kiểm soát côn trùng tại tòa nhà mình đang làm việc quản lý, có hiểu biết cụ thể về các loại côn trùng, dụng cụ, hóa chất dùng để diệt trừ côn trùng để có thể chủ động kiểm soát rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ của tòa nhà. Bộ phận làm sạch thường xuyên kiểm tra và thu gom rác, đặc biệt là các nhà rác trung tâm, bởi đây là nơi sinh sôi nảy nở của các ruồi, muỗi, gián chuột, những loại vật lây lan bệnh tật. Khơi thông các rãnh tránh nước tù đọng, ngăn ngừa sự phát triển của muỗi. Đối với cây xanh, kiểm tra và phát quang bụi rậm, cắt tỉa lá thối và úa để đảm bảo thoáng vườn tược. Từ đó chuẩn bị và dán thông báo công tác phun côn trùng định kỳ tại các điểm thông tin trước đó từ 5 đến 7 ngày để cư dân chủ động được biết. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem cụ thể một buổi phun diệt muỗi định kỳ tại tòa nhà. Việc đầu tiên, thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị là rất quan trọng trong công việc phun diệt côn trùng. Dụng cụ đồ nghề gồm có hóa chất, bình phun, chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ găng tay, khẩu trang cùng mũ chuyên dụng, các loại biển báo phun diệt côn trùng. Tiếp đến là kiểm tra khu vực chuẩn bị phun diệt, khu vực xuất hiện muỗi, tránh gió mạnh, không có cư dân. Khi tiến hành công tác phun diệt, hướng dẫn chuẩn bị bình phun, cách pha, tỷ lệ pha hóa chất, các loại hóa chất dùng phù hợp. Tên thuốc Sumitomo xuất xứ Nhật Bản là chế phẩm diệt muỗi, ruồi, bọ chét dùng trong gia dụng và y tế. Tỷ lệ pha 100ml thuốc pha với 10 lít nước phun được khoảng 200-250m2 trong nhà, 1 lít trên 1 ha phun ngoài nhà, 10 lít pha trên ha phun trong nhà và ngoài nhà, 200ml trên 1000m3 phun trong nhà kho. Khi sử dụng hóa chất, quý vị và các bạn cần chú ý căn cứ mật độ xuất hiện muỗi để dùng hóa chất và tỷ lệ thuốc pha phù hợp. Sau khi tiến hành phun diệt, nhân viên giám sát dịch vụ phải tiến hành theo dõi khu vực phun diệt trong thời gian cụ thể, mức độ muỗi chết, độ ẩm có để có biện pháp trong lần phun tới. Sau khi công việc phun diệt kết thúc, nhân viên giám sát có trách nhiệm phân công nhân viên làm sạch vệ sinh khu vực phun diệt, quét dọn, thu dọn, xử lý các côn trùng, vệ sinh dụng cụ phun diệt, bảo quản chất thừa, dỡ bỏ cảnh báo và biển báo giao thông khu vực phun diệt. Khi công tác phun diệt côn trùng hoàn thành, nhân viên giám sát có trách nhiệm ghi sổ log book, check list và nộp báo cáo cho trưởng phòng dịch vụ về để vụ để theo dõi quá trình phun diệt côn trùng thường xuyên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau.